Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên soạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Đại Bồ Tát ra đời vì bản nguyện độ sanh. Vì lẽ đó, lịch sử của Ngài có tính cách siêu việt hơn người thường. Vì lòng từ bi lợi tha và tự chủ trong sự thọ sanh, nên mỗi cử động trong đời Ngài đều hướng về sự giáo hóa trên đường giải thoát. Chúng ta nên nhận rõ ý nghĩa của lịch sử hơn là câu nệ từng chi tiết nhỏ. Đức Phật Thích Ca nguyên tên là Tất Đạt Đa, họ Ngài là Thích Ca. Một chi nhánh của họ Kiều Tất La là một quý tộc. Tên Ngài nói đủ là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Còn Mâu Ni là đức tính trong sạch vắng lặng của Ngài, chỉ là tiếng để khen ngợi. Ngài là con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, mẹ Ngài là hoàng hậu Ma Gia. Nước Ca Tỳ La Vệ tức là xứ Bibaova ở phía bắc thành Ba La Nại ngày nay. Thái tử sinh lúc mặt trời vừa mọc, nhằm ngày trăng tròn tháng 2 Ấn Độ, tức là ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Ngài sinh vào khoảng 563 năm trước Tây Lịch. Theo tục lệ Ấn Độ, đàn bà có chồng lúc sinh nở phải trở về nhà cha mẹ. Bà hoàng hậu Maya trở về ngang qua giường Lâm Tỳ Ni của vua Thiện Giác thì sinh Ngài dưới cây vô ưu. Khi mới sinh, Ngài đứng trên hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng nói: trên trời, dưới trời, chỉ một mình ta là lớn. Thái tử sinh ra có nhiều điểm lạ, đó là quả đất rung động. Vừa sinh ra, Ngài đã đi bảy bước. Mọi người đều hân hoan đón mừng vị cứu tinh xuất hiện. Thái tử sinh ra đã có 32 tướng tốt, báo trước Ngài là một vị xuất chúng, và Ngài sẽ thành Phật để dìu dắt muôn loài. Ngài sinh ra vừa được 7 ngày, mẹ Ngài từ trần. Bà dì Ngài là bà Mahabasabade nuôi nấng chăm sóc Ngài. Ngài rất thông minh, các vị giáo sư danh tiếng dạy Ngài đều phải bái phục. Thái tử sống trong cảnh cực kỳ sung sướng và được sự nuông chiều hết sức của vua cha. Xung quanh Ngài luôn luôn có vũ nữ, ngày đêm đờn ca sướng hát để làm vui lòng Ngài. Tuy nhiên, thái tử vẫn trầm tư mặc tưởng, trên mặt luôn luôn lộ nét buồn kín đáo. Và có đôi khi Ngài đã tỏ với vua cha chí nguyện xin đi xuất gia để tìm phương cứu mình, cứu đời. Đoán biết ý con, vua Tịnh Phạn sinh sợ sệt và tìm đủ mọi cách tăng thêm dục lạc, mong làm khuây được chí nguyện xuất gia của Ngài. Sau nhiều lần mục kích, những thảm trạng già, đau, bệnh, chết và sự bất công mạnh hiếp yếu, khôn lớn dại trong những cuộc du ngoạn ở bốn cửa thành, thái tử Tất Đạt Đa cảm nhận được những nỗi thống khổ của con người. Lòng thương chúng sanh bồng bột nổi dậy, thái tử không còn vui được nữa. Với một ý chí cương quyết tìm chân lý, nên trong một đêm kia sau buổi yến tiệc linh đình,
Ngài đã cưỡi ngựa khiển trách, dược thành xuất gia với tên hầu cận trung thành Xa Nặng. Giữa lúc mọi người đang chìm trong bóng tối và mê man theo giấc ngủ, Ngài ra đi lúc 19 tuổi, ngày mồng 8 tháng 2, vào lúc giữa đêm. Đi sâu vào rừng, đến bờ sông Anoma, Ngài cắt tóc và thay đổi y phục, trao lại bảo Sa Nạp đem về, dâng lên phụ hoàng và tỏ rõ sự tình. Từ đây, Thái tử đã trở thành một đạo sĩ và dấn thân trên đường tìm đạo. Ngài đi đến thành Dân Xá, xứ Ma Kiệt Đà, tìm đến các vị đạo sĩ Bà La Môn mà tham khảo phương pháp tu hành. Sau một thời gian tu luyện, Ngài không thỏa mãn vì cho rằng chưa được rốt ráo. Ngài liền vào rừng Ưu Lâu Tần Loa xuất Phật Đà Già Gia tu hành ép sát. Một ngày chỉ ăn một hạt mè, hạt gạo và suy nghĩ trong 6 năm, xong vẫn thấy vô hiệu. Ngài nhận thấy lối tu khổ hạnh ấy không phải là lối tu giải thoát. Và sau khi nhận bát sữa của nàng Tu Xà Đề Dân Cúng, thân thể bình phục, tâm hồn sảng khoái, Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề, ngồi trên thảm tọa và phát nguyện: nếu không tìm ra chân lý thì thà chết ta không rời thảm tọa này. Trải qua một thời gian thiền quán, Ngài đã chiến thắng được tất cả những tật xấu xa của thân thể và nội tâm. Ngài lại uống dẹp được mọi sự phá rối của ma dương bên ngoài. Đầu đêm, Ngài chứng được túc mạng minh. Sau đó, Ngài liền đến giường Lập Uyển nói pháp tứ đế độ cho năm ông tỳ kheo: Kiều Trừng Như, Ác Bệ, Thập Lục Ca Diếp, Maha Nam Câu Ly và Bạc Đề. Từ đó, đạo Ngài truyền khắp xứ Trung Ấn Độ và lan mãi khắp hoàn cầu. Trải qua 49 năm trên đường giáo hóa, Ngài đã tận lực gieo rắc ánh đạo vàng khắp đó đây, hóa độ chúng sanh. Vô số người đã được mang ơn pháp nhũ của Ngài mà trở về với chánh đạo. Nhân duyên đã mãn, những người nên độ đều đã độ xong. Ngài vào Niết Bàn tại rừng Ta La Sơn Thọ, để lại những nỗi thương tiếc tràn ngập cả lòng người. Ngài nhập diệt lúc 81 tuổi, nửa đêm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Vì lòng từ bi, Ngài ra đời cốt để dạy cho chúng sanh một con đường cao quý, ý nghĩa hơn so với kiếp sống mong manh hiện tại. Tuy sống trang đài danh vọng, Ngài vẫn cảm thấy những nỗi vô vị của vật chất. Và Ngài đã nói rằng hạnh phúc không phải chỉ tìm trong khoái lạc của vật chất. Những cuộc du ngoạn và nhiều lần mục kích những thảm cảnh của con người, Ngài đã cho ta thấy rằng đời là một bể khổ đầy dẫy những bất công, tội lỗi. Nếu ta duy trì mãi tình trạng mạnh hiếp yếu, khôn lớn dại và thiếu một lòng thương thành thật, ánh sáng có thể trở lại với những tâm hồn vị tha rộng rãi, biết hy sinh dục vọng riêng tư. Và chỉ có chân lý Ngài đã tìm ra sau bao cuộc thử thách chiến đấu với ma chướng mới là phương pháp cứu khổ độ lạc. Sự hy sinh liên tiếp trong vô số kiếp của Ngài đã làm cho Ngài trở nên một Đức Phật đầy đủ phước đức và trí huệ. Muốn được cảm thông và được sự gia hộ của Ngài, chúng ta phải thường niệm đến danh hiệu của Ngài và làm theo lời Ngài dạy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.